Đức Chi xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Đức Chi có dịp tới siêu thị Co.op Mart Quỳnh Tân Pháp, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Đức Chi sẽ vào bên trong và mua một ít thức ăn. Đức Chi xin mời cô chú anh chị theo chân Đức Chi. Đi lấy rau diếp cá đây nè con. À, đúng rồi. Con coi ngày đi con. Con lấy bún khô đi xin đi. Lấy bốn bịch. Miếng này đi. Ừ. Hai miếng không? Mà để mỗi một miếng một bọc làm chị. Giờ Đức Chi lên lầu 1. Đức Chi sẽ mua một ít bọc và khăn lạnh.
size lớn nhất. Cindy lấy cho mẹ 6 bịch, 6 hộp. Một cái hộp. Đã mua đồ xong rồi, bây giờ Đức Chi xin được tạm dừng video tại đây. Đức Chi xin chào và tạm biệt các cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Xin chào.